Ngày 17 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã bắt được đối tượng truy nã Sông Bá Ờ, sinh năm 1990, trú tại bản Phá Lõm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An, sau 9 năm đối tượng lẩn trốn sang Lào. Đối tượng này có quyết định truy nã số 02 ngày 2 tháng 2 năm 2015 về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Kiên trì trong suốt 9 năm qua, các trinh sát Công an huyện Tương Dương không ngừng thu thập thông tin, xác định manh mối về Sông Bá Ờ để truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm được thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại Lào. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi địa điểm nơi ở. Khi phát hiện người lạ thì lập tức bỏ trốn vào rừng. Hiện đối tượng đã được di lý về Việt Nam. Công an huyện Tương Dương đang tạm giam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.